Mời các em cùng tiếp tục đến với lesson 3. Number 1, listen and repeat, nghe và nhắc lại. Ở đây chúng ta có trọng âm các danh từ từ 3 âm tiết trở lên. Cinema số 1, bakery số 1. I was at the cinema yesterday. Tôi ở rạp chiếu phim ngày hôm qua. We were at the bakery yesterday. Chúng tôi đã ở tiệm bánh ngày hôm qua. Number 2, circle, listen and check. Chúng ta sẽ chọn những từ mà trọng âm của từ đó được phát âm chọn lấy trọng âm khác so với những từ còn lại. Bakery số 1, tomorrow số 2, pagoda số 2. Vậy các em khoanh đáp án A. Cinema số 1, rạp chiếu phim. October số 2, tomorrow số 2. Chọn của anh. Bakery số 1, stadium số 1 và afternoon số 3. Chọn câu C. Number 3, let's start. Ở phần này chúng ta cùng hãy đến với một bài về đúng không ạ? Có nhịp điệu. Page 66. Lesson 3. Em đã nghe xong. Ở đây chúng ta thấy là cũng không có quá nhiều từ mới ở đây. Chúng ta có các cụm at the cinema, ở rạp chiếu phim. Watch the film, xem một bộ phim. Interesting ở đây là rất là thú vị, đúng không ạ? At the bakery, ở tiệm bánh. Ở đây chúng ta thấy delicious, đây là rất ngon. Number 4, read and complete, đọc và điền. Last Saturday, my classmates and I went to Hyde Park, a big park in London. We had a lot of fun there. In the morning, we jogged around the lake. We had a party at noon. Toby played the guitar, Frank sang, and our classmates danced. In the afternoon, we looked at the flowers in the rose garden. Then Julia played badminton with Laura, and David and the boys learned how to ride horses at the Hyde Park stables. In the evening, we had a party in a small restaurant near the park. We had such a wonderful day. Chủ nhật vừa rồi, những người bạn cùng lớp của tôi và tôi đã đến công viên Hyde, một công viên lớn ở London. Chúng tôi có rất nhiều niềm vui ở đó. Vào buổi sáng thì chúng tôi chạy quanh hồ. Chúng tôi có một bữa tiệc vào buổi trưa. Toby chơi đàn guitar, Frank hát và những người bạn cùng lớp của tôi thì nhảy. Vào buổi chiều thì chúng tôi ngắm hoa ở vườn Rose Garden. Sau đó, Julia đã chơi cầu lông với Laura và David và những cậu bé đã học làm thế nào để cưỡi ngựa ở cái khu này. Vào buổi tối thì chúng tôi đã có một bữa tiệc ở một nhà hàng nhỏ gần công viên. Chúng tôi có một ngày thật tuyệt vời. Tại vậy thì chúng ta thì có activities the Hyde Park. Họ có những hoạt động gì đây các em? Thứ nhất, Toby đúng không ạ? Toby thì bạn ấy có hoạt động gì là play the guitar. Các em nhớ chia động từ nhé. Tiếp theo bạn Frank. Bạn Frank ở đây đó là sang. Frank sang hát đấy ạ. Julia and Laura. Julia và Laura đúng không ạ? Thì play badminton. Hai bạn ấy chơi cầu lông. David and the boys
David và các cậu bé đi chơi gì nào? David and the boys learned how to ride horses. Wow. Learned how to ride horses. Học cưỡi ngựa. Phần 5 chúng ta sẽ đến với phần viết. Let's write. Write about your outdoor activities. Viết về hoạt động của bạn. Last summer, we were at the campsite. In the morning, we walked around the lake. At noon, sang and ate. In the afternoon, we play games together. Play games, okay? We were all happy. Chúng tôi đều rất là vui. Phần 6 là phần project. Our outdoor activities. Những cái hoạt động ngoài trời. Chúng ta sẽ đến với phần dự án. Ai đó, đúng không ạ? Đã ở đâu và có những hoạt động gì? Em sẽ sử dụng mẫu câu viết tương tự. Ví dụ, last summer, Link and I were at the campsite. We walked around the lake and danced around the campfire. Okay, right? Tương tự các em hoạt động viết các cái hoạt động của các nhân vật khác nhé. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.